Wow, vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Giờ tối nay em đã thấy có 100 anh chị đang xem live stream của hai anh em rồi. Ngày hôm nay chúng ta lên 60 vị khách hàng rồi. Dạ Cảm ơn chị Thu, cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Chúc cho chúng ta ngày mới, tuần mới sẽ giúp được nhiều người mới kinh doanh và công nghệ UAT. Được không ạ? Và hôm nay thì chị anh em chúng em có một cái chủ đề live stream cũng rất là hay, rất là chất lượng. Và đương nhiên là cái hay thì nó lại thường ở buổi cuối, cái cuối của buổi live đúng không anh chị? Là vì lúc đầu vừa là áp lực này, vừa lo này, vừa run này, chưa biết cách chia sẻ như thế nào, nhưng mà đến cuối buổi live em tin chắc là sẽ có những thông tin vô cùng giá trị luôn. Chào chị Nhung Trần nha, anh Tâm có chào cả nhà xem livestream. Vâng, anh Tâm là một trong những lãnh đạo, những leader của em Dung và anh Hiệp ở đây, là người đi trước cập nhật được những thông tin và chia sẻ cho chúng em biết đến cái cơ hội mới để dịch chuyển cái công việc truyền thống, Hello đó Nhung chính là Trần. nghiệp. Em cảm ơn chị Nhung Trần. Cả nhà mình vào xem livestream của Hiệp và em Dung thì cho Hiệp xin một tin hay một like hay một comment để Hiệp biết anh chị em nhà mình vào để có lời chào, không có lại mắc lỗi với anh chị em nhé. Ok, anh cứ chào tiếp nha. Hello cả nhà, chúng ta lại gặp nhau trong một cái buổi sáng đầu tuần và lúc này nó đang là khung giờ 9:30 như một cái chuỗi livestream mà anh Hiệp cùng với là em Dung thiết kế để có thể là lên giao lưu, chia sẻ những thông tin, những kiến thức và học hỏi từ cái sự trải nghiệm của các anh chị em cô chú. Thì cái câu slogan mà Hiệp hay nói là học hỏi thì không bao giờ thừa, cái kiến thức Hiệp cũng như em Dung tất cả anh chị em mình biết thì nó chỉ là giọt nước thôi ạ, và những cái thứ mà mình không biết nó là cả một đại dương. Do đó là cái chuỗi livestream này thì Hiệp cùng với là em Dung cái mong muốn là đạt cái mục tiêu là mình thứ nhất là mình được giao lưu này, thứ hai là mình được học hỏi, được trao đổi, trao dồi kiến thức cùng với tất cả các anh chị em. Đó chính là cái sự tương tác, những cái câu hỏi, những cái lời bình luận, những lời góp ý chân thành từ các quý chị em, cũng là cái chủ đề, cũng là cái động lực để anh Hiệp cùng với em Dung có thể là tiếp theo những cái livestream nó chất lượng hơn. Cả nhà mình đồng ý không ạ? Và chúng ta cùng chung một cái cánh tay nối dài để có thể là chia sẻ cái năng lượng đó cùng với những cái kiến thức đó cho rất là nhiều anh chị em ngoài kia mà có thể là chưa biết đến hoặc là còn đang thiếu ạ. Còn những cái nào mà anh Hiệp này cùng với em Dung mà còn thiếu sót hoặc là còn chưa thấu đáo thì anh chị em nhà mình hãy comment và góp ý, đồng thời là cho Thiệp được học hỏi mở mang thêm. Cả nhà mình đồng ý không ạ? Cả nhà mình mà đồng ý thì hãy comment cho Thiệp và em Dung con số 1 được không ạ? Trời ơi, anh comment trên máy tính có chết không? Hiệp và em Dung thì đang phát trực tiếp từ một cái phần mềm Zoom chuyển qua máy tính. Đó, cho nên là Hiệp phải dùng thêm cả một cái điện thoại nữa để biết anh chị em nhà mình đang comment, đang chat, đang đặt câu hỏi với Hiệp như thế nào, đang thả tim, thả like, ủng hộ anh chị em, ủng hộ anh em làm sao. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Như em Dung đã nói rồi, cái chủ đề hôm nay ấy, thì anh chị em biết là Hiệp cũng đã đưa lên trên trang cá nhân cùng với em Dung và các cái đội nhóm ấy, thì cái nội dung mà Thiệp muốn mang đến cũng như em Dung mang đến trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là cái câu hỏi đầu tư là gì và lý do tại sao phải đầu tư, đúng không ạ? Cái chủ đề này chị em có thấy hấp dẫn không ạ? Và như em Dung cũng đã nói, tức là cái kịch hay thì nó còn sẽ ở cái lúc cái thời gian về sau. Tại vì khi mà bắt đầu vào livestream thì Hiệp sẽ bắt đầu những cái câu chuyện hoặc là những cái ngôn từ có khi là nó chưa được vào guồng lắm hoặc là nó chưa trơn tru lắm, chưa hấp dẫn lắm đối với anh chị em, đúng không ạ? Và những cái thông tin nó quan trọng thì Hiệp và em Dung sẽ mang đến cho tất cả các anh chị em nó thật hấp dẫn về cuối livestream. Thế nhà mình mà yêu thương thì chia sẻ cái livestream này tới bạn bè, tới quý cô chú anh chị em đang có khát khao muốn thay đổi cuộc sống này, muốn đánh giá được bản thân này,
muốn có những cái mục tiêu trong cuộc sống nó rõ ràng cụ thể hơn để mình có thể thành công hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Anh chị em nhà mình đồng ý không ạ? Hello em Hoàng Dũng. Hello em Quế. Hello bạn Hiền Nguyễn à? Nguyễn Hiền nhỉ? Mình cũng không rõ. Chào tất cả các anh chị em. Mà không để các anh chị em chờ lâu nữa thì Hiệp với em Dung sẽ bắt đầu cái buổi live ngày hôm nay với cái nội dung đầu tiên, đó là đầu tư là gì. Thì Hiệp đặt một cái câu hỏi, một câu hỏi cũng có thể là nó vừa là rõ ràng nhưng mà cũng vừa là vu vơ. Thì anh theo anh chị em thì đầu tư là gì? Theo em Dung đầu tư là gì? Em hỏi câu hỏi khó đi. Em chút xíu, em chút xíu. Ok em, nhà mình comment cho Thiệp xem là cái câu trả lời của anh chị em là đầu tư là gì, ngắn gọn súc tích càng tốt. Vâng, cảm ơn các anh chị em vừa có một cái nhắn tin nữa. À, cảm ơn cái câu hỏi của anh Hiệp mà mới bắt đầu em này chưa có sự chuẩn bị. Tuy nhiên là theo em thì đầu tư nó là một cái hoạt động, một cái sử dụng cái nguồn tiền của cái tài sản hoặc là công sức, thời gian. Có nhiều cách để chúng ta đầu tư đúng không ạ? Có người thì lựa chọn đầu tư bằng vật chất, bằng tài sản, có người thì đầu tư bằng trí tuệ, có người đầu tư bằng sức khỏe, bằng thời gian để tạo ra cái dòng tiền hoặc tạo ra cái mà mình mong muốn. Em nghĩ nó đầu tư nó là mình đặt cái mục tiêu của mình ra đúng không ạ? Đặt mục tiêu ví dụ như là em mơ ước có thu nhập cao thì em phải đầu tư gì, trí tuệ, thời gian, công sức, hoặc là lựa chọn cho mình những cái kênh đầu tư tốt, thì em nghĩ là như thế. Ok, Thì cảm ơn cũng hay ạ. cái khái niệm mà em Dung đã đưa ra. Nhà mình có đồng ý cái khái niệm đấy không ạ? Ra mà nói thì sáng Thiệp cùng với em Dung có sinh hoạt trong cái cộng đồng đọc sách của Hành Trình Thịnh Vượng đúng không ạ? Chúng ta đang học với cái quyển Tư Duy Triệu Phú. Thì Hacker, ông có nói rằng chúng ta không được học về môn đầu tư đúng không? Trên ghế nhà trường là chúng ta không hề được học về cái môn đầu tư, không có môn học nào tên là đầu tư cả đó. Thế nhưng mà bình thường thì anh chị em cô chú có thể thấy được là đầu tư nó diễn ra hàng ngày, thậm chí là hàng ngày hàng giờ luôn đấy ạ, chứ không chỉ câu chuyện là đầu tư về tiền bạc hoặc tài chính đâu ạ. Và một cái khái niệm đầu tư thì nó rất là đơn giản, là chúng ta bỏ một cái nguồn lực sẵn có đúng không, có thể là rất nhỏ, bỏ một nguồn lực sẵn có, hoặc là mình tích góp vào một cái môi trường nào đó và mình dùng thời gian để chờ nó tăng trưởng, nó đạt được cái kết quả lớn hơn so với cái số mình bỏ ra ban đầu, mình mong muốn bỏ ra ban đầu đó. Nhưng mà tuy nhiên là cái cách đầu tư thì cũng không phải là cái phương pháp đầu tư nào nó cũng thành công. Còn như em Dung nói thì đầu tư nó có rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, có những cái việc đầu tư khác nhau đúng không ạ? Khi mà anh chị em chúng ta muốn học thêm một cái kiến thức mới, chúng ta có phải bỏ tiền ra học không ạ? Chúng ta có phải bỏ thời gian ra học không ạ? Đó có phải là đầu tư không anh chị em? Đó. Đúng rồi, đó cũng là một kênh đầu tư. Ngoài ra thì ví dụ như là chúng ta, như là em Thiệp chẳng hạn, thì sáng dậy từ 5 giờ đọc sách với anh chị em, cô chú ở trong cái cộng đồng nhà mình. Vậy thì bây giờ Thiệp mà muốn có một cái sức khỏe tốt hơn này, có nói như anh em nam giới thì chỉ có 10% dân số là có body 6 múi đúng không ạ? Con số 10% nam giới trên thế giới này là có body 6 múi. Vậy thì muốn đứng vào cái nhóm đó thì Thiệp cũng phải bỏ thời gian ra để tập luyện đúng không ạ? Và mua thiết bị về để tập luyện, thậm chí là đến phòng gym để tập luyện. Đấy là cũng là cái quá trình mà Thiệp đầu tư, mà Thiệp bỏ những cái vốn mà mình đang có ra để đầu tư để đạt được cái kết quả sau 6 múi, hoặc là body nó đẹp hơn chẳng hạn, chuẩn hơn chẳng hạn, mặc áo sơ mi thoải mái, tự hào, vui vẻ đúng không ạ? Đấy, hay là một cái cách nhìn khác, ví dụ như là chúng ta sinh con ra này, chúng ta sinh con ra thì cho con đi học, chúng ta cũng phải đóng góp vào trường học này để trả lương cho thầy cô giáo này, đồng thời là mua trang thiết bị cho các con học này, là ngày là chăm cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngày giờ để đi học,
để con có thể có kiến thức, trang bị những kiến thức nền tảng để có thể là sau này giúp ích cho đất nước này, giúp ích cho xã hội này và lo chăm lo cho cuộc sống. Đó có phải là một dạng đầu tư không? Hoàn toàn là dạng đầu tư anh chị em ạ. Đấy. Hay là giả sử như là cái thời xưa mà anh em nam giới như Thiệp hoặc rất là nhiều anh chị em khác mà mình chưa có bạn gái chẳng hạn, mình cũng đầu tư về cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, đầu tư về những cái diện mạo bên ngoài này, đầu tư thời gian này, đi tìm hiểu này, qua bạn bè giới thiệu này, sau đó thì để mình tìm những cái đối tượng nó phù hợp, mình cũng đầu tư mối quan hệ, đầu tư thời gian, đưa bạn ấy đi uống nước, lúc đầu là đi uống nước, đi chơi, sau đó thì giao du dần thì cái tình cảm nó tăng lên đúng không ạ? Ngay cả những cái mối quan hệ xã hội bây giờ cũng thế thôi. Tại sao người ta bảo là bán anh em xa mua láng giềng gần? Tức là năng đến, năng đầu tư về cái quan hệ, đầu tư về cái thời gian thì tình cảm nó cũng đi lên. Tất cả cái quan mối quan hệ xã hội nó cũng đều thế. Và ví dụ như là Thiệp ngày xưa mà trong cái thời mà còn yêu đương ấy thì mình cũng phải đầu tư rất là nhiều về cái việc đấy, đầu tư về thời gian, cả kinh tế nữa đấy ạ, đúng không? Thì đó cũng là một dạng đầu tư để đạt được cái kết quả mong muốn là có được một cô người người yêu như ý. Anh chị em có đồng ý không ạ? Vậy thì em Dung còn phát hiện ra cái dạng đầu tư nào nữa mà thật ra là ngoài đời thường rất rất là nhiều nhưng mà anh chị em đôi khi lại còn không biết, mình vẫn cứ làm hàng ngày nhưng mà đôi khi mình chẳng biết luôn ấy, không để ý luôn ấy. Đúng rồi, à, để mà nói về cái từ đầu tư thì chúng ta bao hàm rất là rộng đúng không ạ? À, ngay từ đầu em đã nói đấy là đầu tư là mình trích hoặc mình dịch chuyển hoặc là mình có được một cái nguồn nào đó liên quan đến tài sản, đến sức khỏe, đến trí tuệ, đến thời gian. Ví dụ như vừa rồi anh Kiều có nói một cái câu chuyện rất là vui đó là để có người yêu, có bạn gái thì mình cũng cần phải đầu tư về kỹ năng nói này, kiến thức này, đầu tư vào trang phục này, đúng không ạ? Rồi đầu tư đi uống trà đá thôi, đó cũng là một khoản đầu tư đúng không ạ? Rồi đầu tư cho các khóa học, đầu tư cho sự phát triển bản thân, đầu tư cho làm thế nào để tạo ra dòng tiền. Đấy thì em bao hàm nói chung, để mà nói chuyên sâu hơn về đầu tư thì chúng ta sẽ không 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 nói hết được trong một ý nghĩa mà Vâng. nó là bao trùm tất cả. Có phải mất mạng không anh? Không mất mạng mà, bình thường. Nãy giờ em bị mất mạng. Anh vẫn thấy Đấy. bình. Hello chị Thì Tuyết Mai. Hello chị ngày Hoàng. hôm nay hai anh em có chia sẻ một cái đó là đầu tư là gì? Thì nó là bao hàm, đấy là nói chung chung. Chúng ta sẽ cùng nhau bổ sẻ ở trong cái phần tách nhỏ ra từng phần. Nhưng mà cái thứ hai các em muốn nói chuyện đến đó chính là tại sao lại phải đầu tư, đúng không ạ? Thế thì theo các anh chị thì là tại sao lại đầu tư, chúng ta cùng nhau comment ở đây cũng là một cái sân chơi, một cái cơ hội để cho chúng ta được nói lên những cái suy nghĩ của mình, những cái cách mình nhận thấy, những cái góc nhìn mình cảm nhận được về cái điều đó, tại sao chúng ta lại phải đầu tư và đầu tư là gì. Nó là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Lúc trước thì mình cứ nghĩ là à mình đâu có phải đầu tư gì đâu đúng không ạ, cha mẹ mình có phải đầu tư gì cho mình đâu, mình cứ như thế này mình ăn rồi mình lớn mình phát triển cha mẹ đầu tư gì đâu. Nhưng ngày hôm nay mình hiểu rất rõ, nếu như không có sự đầu tư của cha mẹ thì liệu có mình ngày hôm nay hay không. Đúng rồi. Chả nhẽ cha mẹ mình sinh mình ra thì trong cái lúc mang bầu thai bố mẹ cũng đã là phải chăm sóc này, để làm thế nào mình có được một cái bào thai tốt nhất, và sau khi sinh mình ra thì chăm sóc cho mình ăn uống ngủ nghỉ, đầu tư vào học phát triển ngoại giao rồi kỹ năng tập nói tập làm tập đi đúng không ạ? Các bạn đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng, đấy chính là những cái mà chúng ta đã từng đầu tư cho mẹ mình, chúng ta đã đầu tư. Nhưng đơn giản ngày xưa chị nghĩ đơn giản, em xin chị nghĩ đơn giản là à mình tự ăn tự lớn, nhưng mà lấy cái gì để ăn và ăn ở đâu đó, thì đó là một khoản đầu tư mà nếu như mà mình cùng nói ra cái câu chuyện như thế này thì nó lại rất là rộng. Anh Thiều có đồng ý với em như thế không? Đúng rồi, thì anh Hiền muốn nói một cái câu cuối ấy, như em Dung đã nói rồi. Tức là chúng ta tham gia vào rất là nhiều các cái mảng đầu tư khác nhau nhưng mà hầu như là chúng ta không nhìn nhận ra hoặc là chúng ta không biết, không hiểu nhiều về cái khái niệm đầu tư. Chúng ta cũng không phải là tự lớn lên đúng không ạ? Và Hiền nói một câu là chúng ta đều là cái sản phẩm của đầu tư đấy ạ. Sản phẩm đầu tư của bố mẹ, sản phẩm đầu tư từ môi trường, giáo dục đúng không ạ? Đấy, thì nó có rất là nhiều các cái môi trường đầu tư như thế, đầu tư nó không có cái gì là xa lạ. Để điều đó để thấy được rằng khi mà nói đến đầu tư rất là nhiều người bảo ôi giời sợ sệt hoặc là lo lắng hoặc là nghĩ đến cái việc là phải là tiền long, phải là thế nọ, phải là thế kia, phải là kinh tế, phải là tài chính, nhưng không không thực ra nó không phải như thế. Mà Thiệp muốn, Thiệp và cùng em Dung mới nói cái câu chuyện ở đây, nói cái khái niệm đầu tư ở đây để cho nhà mình thấy được là cái việc đầu tư nó cực kỳ đơn giản,
và nó như là mặt trời mọc đằng đông và nó lặn đằng tây, đúng không ạ? Mà chúng ta đôi khi là mình vì không không để ý nên là mình không không nhìn nhận cái vấn đề đó, nhưng thực ra là đầu tư nó cực kỳ đơn giản, nó là như thế đấy ạ. Vâng. Còn cái vấn đề mà em Dung đặt cái câu hỏi ở đây ấy, thì chúng ta nói lên cái vấn đề trong cái môi trường, tức là đầu tư về tài chính, đầu tư để có cái kinh tế nó phát triển hơn, đúng không ạ? Vậy thì anh chị em cô chú có thể là comment vào trong ô chat cho Thiệp với em Dung là cái câu trả lời gợi ý cho Thiệp, cho em Dung là tại sao mình phải đầu tư ạ? Vâng, Con chào và ngày xưa em cũng đã từng được được đọc một cái huyền thoại của ông Warren Buffett ấy, từng nói đó là đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập, đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất, hãy đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập thứ hai. Và thật vậy, ông đã tập trung vào cái hoạt động đầu tư cổ phiếu từ năm 25 tuổi, thì và hiện là ông đang là người giàu. Cái thời điểm em đọc là hình như là người giàu đứng thứ 9 ấy, thứ 9 ở trên thế giới với khối tài sản là 70 tỷ đô. Em nhớ rất là rõ là tại sao là một người bình thường mà họ đã có cái tài sản giàu là 70 tỷ đô cách đây khá là lâu rồi, từ cái năm mà ông ấy mới 25 tuổi, đúng không ạ? Thế thì vâng. đó cũng là cái mà em Dung cũng thắc mắc lý do vì sao mình cần phải đầu tư. Thế thì ngày hôm nay em với anh Thiệp, với tất cả các anh chị em, chúng ta cùng nhau mổ xẻ ngoài cái câu chuyện mình bao hàm chung ở ngoài kia, đó là đầu tư là gì, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về một cái lĩnh vực đó chính là đầu tư về tài chính. Đầu tư ngày hôm qua thì hai anh em đã chia sẻ về cái kim từ đồ là định vị mình ở đâu và cần phải dịch chuyển như thế nào, đó cũng là một khoản đầu tư, đúng không ạ, để tạo ra cái dòng tiền tốt hơn. Nên là mình đã được định vị rồi, mình xác định được mình là ô số 1, ô số 2 hay ô số 3, hay là hiện tại mình đang ở ô số 4 rồi. Và nếu như đã là ở ô số 4 rồi thì mình phải cần làm thế nào để mình có thể là gia tăng được tài sản của mình, làm thế nào để mình có thể là có được cái nguồn tài sản tốt hơn, chất lượng hơn, và tìm được cho mình những cái doanh nghiệp, những người dẫn dắt mình đi đến được cái kết quả tốt hơn. Thì em cũng nhớ cái câu nói của ông Gooden như thế. Thì ngày hôm nay thì anh em sẽ cùng nhau chia sẻ về tại sao mình lại phải đầu tư, nhưng mà cái mấu chốt cuối của cái buổi ngày hôm nay đó chính là đầu tư về tài chính. Thì theo anh Thiệp, làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư được tài chính? Thì ban đầu thì em cũng thấy đó là nếu như mà để mà đầu tư ngay bây giờ thì tự nhiên em không không nhớ được cách diễn đạt như thế nào. Anh Thiệp giúp em chỗ này nhá. Cảm ơn cái câu hỏi của em Dung. Thì Thiệp quay lại cái vấn đề là cái chuyện về đầu tư. Nếu mà nói đến cái tài chính thì nó có cái gì đó nó rất là ghê gớm, đúng không ạ? Và hầu như anh chị em bảo là phải có tiền, phải có tài sản, phải dư giả thì mình nghĩ cái chuyện là đầu tư tài chính đó. Thế nhưng mà thực tế như là cái câu mà em Dung cũng nói, cũng chia sẻ lại của Warren Buffett, tức là nếu mà bạn không tìm ra cách để kiếm tiền ngay cả trong lúc ngủ thì rất có khả năng là bạn sẽ làm việc vất vả đến suốt đời. Vậy thì đầu tư chính là cái việc mà mình để nguồn tiền vào cái đúng nơi để cho nó sinh sôi nảy nở. Hay là một câu khác của Robert Kiyosaki, ông ấy nói là không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho chúng nó sinh sôi nảy nở ra như thế nào. Đó, thế thay vì cái việc là như hôm qua mà em Dung với lại cả anh Hiệp cũng đã chia sẻ ở trên cái live stream hôm qua, tức là những cái kim tứ đồ, những nhóm người tạo ra cái dòng tiền, tạo ra cái thu nhập và cái giá trị cho xã hội, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta ở cái nhóm làm công này, xong nếu mà bon chen lần lượt, chúng ta sẽ đi đến nhóm làm tư, sau đó đi đến nhóm chủ hệ thống, thì thậm chí là mất nửa đời người, mất một tờ 50 như em Dung nói đấy, cũng chưa đạt được cái con số đấy, vì cái tỷ lệ để mà trở thành một ông chủ lớn, một chủ hệ thống như anh Vượng ấy, thì trong hàng nghìn người nó chỉ có một hai người là giỏi lắm rồi, đúng không ạ? Và có rất là nhiều gia đình ngoài kia, thậm chí là đến ba bốn đời, thậm chí năm bảy đời không bao giờ đạt được cái giá trị đấy đó. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là như ông Warren Buffett ấy, thì ông đã biết nắm bắt những cái cơ hội, ông ấy đầu tư từ lúc ông ấy 11 tuổi. Thế thì hỏi quý cô chú anh chị em là 11 tuổi thì ông Warren Buffett ông có đi xin việc được không ạ, đi làm thuê cho công ty được không ạ? Ông có đứng ra ông mở một cái công ty hay là một cái
cửa hàng kinh doanh thì ông làm một chuỗi cửa hàng kinh doanh được không ạ? Điều đó nó không thể, đúng không ạ? Nhưng mà trong đầu tư thì nó lại khác. Ông ấy chỉ đầu tư ngay từ buổi ban đầu lúc 11 tuổi và với cái con số là chỉ có trên dưới 10 đô la thôi. Anh chị em có thể tìm hiểu những cái nguồn này qua internet và thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy là mình có thể thấy được là cái việc đầu tư thì nó rất rất là đơn giản. Nhưng mà hầu như là chúng ta không được học, không được dạy, không được biết về nó, cho nên là nó còn rất là xa lạ, đúng không ạ? Và như em Dung nói, vậy thì làm thế nào để đầu tư được, đúng không ạ? Thì Thiệp xin đưa lại với quý cô chú anh chị em nhà mình một cái câu chuyện trong cái cuốn sách của người giàu có nhất thành Babylon, đúng không? Và có một cái nguyên tắc là dù bạn thu nhập bao nhiêu thì bạn cũng phải biết cách quản lý chi tiêu của mình và trích ra 10 đến 20% để vào cái quỹ tự do tài chính. Và cái quỹ đó sẽ cho bạn cái cơ hội để bạn có thể góp vốn, bạn có thể đầu tư vào những cái môi trường nó làm việc hiệu quả, tiềm năng. Thì cái số tiền đó nó sẽ sinh sôi nảy nở ra và nó giảm bớt cái sức lao động của anh chị em cô chú, vì tiền nó làm việc, nó không có xin phép chúng ta nghỉ ngày chủ nhật này, không có xin phép nghỉ vợ nó ốm này, không có xin phép nghỉ là con nó hôm nay cần phải đi chơi này, đúng không ạ? Khi chúng ta ngủ thì nó vẫn làm việc và nó vẫn mang về cho mình những cái dòng tiền, dòng thu nhập đấy, là như thế đấy ạ. Thì về cái việc mà đầu tư như thế thì em Dung có thể thấy được là ở Việt Nam mình thì có nhiều cái cơ hội để mà nắm bắt, để mà đầu tư những cái dòng tiền nhỏ như thế không? Theo em Dung, theo cái kiến thức em Dung Để có. theo như em nghĩ và cho đến ngày hôm nay thì em chưa có cái cơ hội nào để đầu tư bằng số tiền nhỏ. Đầu tư vào đất để bằng số vài con số vài triệu chắc chắn là không thể thực hiện được, vì đất nó phải đầu tư từ hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng, thì cái điều đó rất khó với những người đi làm công nhân giống như em từng thời điểm trước, đúng không ạ? Và những doanh nghiệp, nếu như mà những công ty cổ phần, những doanh nghiệp tiềm năng và giá trị mình biết được đấy ạ, ví dụ như gia đình nhà em Dung thời điểm trước, bố em Dung cũng làm trong hội đồng hợp tác xã mía đó, tuy nhiên là đã nằm ở trong hội đồng rồi nhưng mà bố em Dung vẫn không có cái cơ hội được nắm giữ cổ phần của nhà máy đường đó. Cho đến ngày hôm nay thì chỉ có những người, một là nội bộ gia đình, hai là những người mà nằm ở trong cái cán bộ cấp cao ấy, trong cái từ trên xuống dưới, phân tích từ trên xuống dưới, thì họ mới có cơ hội góp vốn vào đấy. Và đấy thì khi mà họ thấy được cái giá trị tiềm năng và họ có cái tầm nhìn rồi thì đương nhiên là họ sẽ nắm bắt hết. Thì bố của em Dung thời điểm đó cũng không có cơ hội nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp nhà máy đường Lam Sơn. Thứ nhất là họ không gọi vốn ở bên ngoài, thứ hai họ lại không gọi vốn từ người xa lạ, đúng không ạ? Không gọi vốn bằng những số vốn nhỏ, thì gia đình nhà mình khó khăn thì chắc chắn là không có cơ hội góp vốn vào đó. Và liệu nếu như mà họ gọi vốn bằng cách số vốn nhỏ thì thời điểm trước mình chưa có kiến thức, chưa có tư duy, chưa có tầm nhìn thì mình có dám đầu tư vào đó hay không? Mình sợ mà, mình sợ trời ơi, đi làm cả tháng có mấy triệu, bây giờ đầu tư mấy triệu vào đây thì ăn bằng gì, đúng không ạ? Nên là chúng ta bị cái rào cản, chưa có người chỉ dẫn cho, chưa có người giúp đỡ, với lại mình mãi ở trong cái vùng an toàn, hồi tôi cứ làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, bây giờ đầu tư mất tiền thì ai trả tiền cho mình? Rồi đấy là cái lý do vì sao mà cho đến ngày hôm nay, cách đây khoảng 3 năm về trước thì là em Dung chưa có cái cơ hội đầu tư vào bất cứ một cái gì cả. Nên tuy nhiên thì mình chỉ có biết cách đó là đầu tư thì giống như cha mẹ mình ngày xưa là đầu tư vào mở một cái quán hàng, hay đầu tư đi học thì sau này mình đi làm cái nghề, cái công việc nào đó. Ví dụ như là thời điểm mà em Dung đi học y chẳng hạn, bố bảo là con cứ đi học đi, sau này kiếm một ít tiền tích cóp lại thì sau này về mở phòng mạch hoặc là về mở quầy thuốc, đúng không ạ? Đấy là những cái mà bố mẹ cũng đã có cái tư duy giúp cho mình đầu tư, có nghĩa là đầu tư cho mình thôi chứ không có đầu tư mở rộng, không có đầu tư giống như là ngoài kia để sở hữu cổ phần hay là đầu tư vào cái doanh nghiệp lớn nào cả. Nên lúc đó là mình chưa biết. Tuy nhiên là cũng có những người họ đã biết cách đây khá là lâu rồi, ví dụ như giống ông Warren Buffett, đúng không ạ? Ông ấy là đầu tư từ năm 11 tuổi mà năm nay ông tận chín mấy tuổi rồi cơ mà, đúng không ạ? Nhưng mà cái đó nó chưa phổ biến ở Việt Nam mình chẳng hạn. Ở Việt Nam mình nó rất là hiếm. Thì đấy là cái góc nhìn của em về cái cơ hội đầu tư. Trước đây là mình chỉ có là đầu tư cho chính mình, đầu tư trong gia đình mình, và nếu như mở rộng ra ngoài thì khó lắm. Đấy, nên là ngày hôm nay thì em cũng mong muốn làm thế nào để xem ở Việt Nam mình có những doanh nghiệp, có những cái cơ hội nào đó để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, biết đâu được mình lại là cổ đông của những cái doanh nghiệp mà Việt Nam mình đang gọi vốn thì sao, đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không? Cảm ơn câu hỏi Đấy. của anh Kiệp rất là hay. Đấy thì anh chị em nhà mình có thể thấy được là những cái doanh nghiệp gọi Việt Nam trên internet
thì hiện nay là chúng ta đã nhìn thấy được các cái doanh nghiệp ở Việt Nam tiềm năng, ví dụ như là Vinamilk, ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ như Vingroup đúng không ạ? Đó là những cái tượng đài, các cái thời điểm ngày xưa mà anh chị em mình mà có cơ hội mà góp vốn cùng với người ta, đầu tư một cái khoản nhỏ sở hữu cái cổ phần của người ta thôi, thì nó đã tạo ra những cái kỳ tích rất là lớn. Đặc biệt là cái ngôi sao mới nổi VinFast đúng không ạ? Hôm vừa rồi nó lên tận 70 mấy đô la trên một cổ phiếu, và cái thời điểm xưa huy động vốn nó còn dưới 1 đô la đấy. Thì mình nhìn thấy cái điều như thế, cái quan trọng ở đây ấy, thực hiện muốn đi sâu vào cái câu hỏi lý do tại sao phải đầu tư đúng không ạ? Khi cái khái niệm đầu tư thì ngày xưa anh chị em biết là ông bà cha mẹ ngày xưa ấy, thì hầu như là làm lụng này, chatbot này, tiết kiệm tiền và chúng ta mua vàng đúng không ạ? Chúng ta làm một cái cuốn sổ tiết kiệm cho con để sau này gọi là yên tâm nếu bố mẹ có bề gì hoặc là có cái nhu cầu dùng đến thì có thể là rút ra được đấy. Và cái việc nữa là có khi là mua một mảnh đất, kiếm một ít tiền xong là dành dụm để mua mảnh đất, và hầu như nó chỉ có ba loại hình đấy thôi ạ, đúng không? Ví dụ như là vàng này, tiết kiệm này và đất. Thế nhưng mà sau này khi mà công nghệ thông tin bùng nổ ấy, thì chúng ta có rất là nhiều các cái cơ hội mới để có thể là tham gia những cái lĩnh vực đầu tư đó, và một cái khoản tiền nhỏ tất cả của quý của chú anh chị em thôi là cũng có thể tham gia để đầu tư được rồi, nó không có nhiều. Cái vấn đề ở đây, trước khi mà muốn đầu tư vào cái gì trong cái nền tảng mới bây giờ với cái thời đại công nghệ như bây giờ, thì hãy đầu tư vào cái đầu trước. Theo quan điểm của Thiệp ấy, là anh em hãy đầu tư vào cái đầu trước, đó là hãy tìm hiểu thật rõ cái thứ mà mình muốn đầu tư, tầm nhìn dài hạn trong tương lai, cái giá trị nó mang lại cho cộng đồng, cho xã hội, thì cái đó nó bảo đảm được cái chiến thắng của mình. Anh chị em nhà mình có đồng ý không ạ? Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ FOMO thôi, à bạn này bạn nên đầu tư, bạn này thắng lớn lắm từ đầu tuần cuối tuần, xong rồi là x2 x3, tháng trước tháng này bạn ấy x5, nhưng mà bạn vào là bạn sẽ chia 5 xẻ 7 luôn, thậm chí là âm luôn, chứ không có chuyện x thiệt gì đâu đúng không ạ? Vì thế là hãy đầu tư vào cái đầu, nhìn vào những thứ mà nó mang lại giá trị sử dụng thực tế cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng ta không phải là những chuyên gia IT, chúng ta không phải là những người chụp giật, do đó là chúng ta phải có cái tầm nhìn nó khác đi, và chúng ta cũng không phải là người có vốn dài. Hãy đầu tư vào cái đầu trước và sau đó thì luân chuyển dòng tiền của mình bằng một cái khoản tiết kiệm tích lũy vừa đủ, nó sẽ tạo ra một cái lượng rất là lớn và chúng ta có cơ hội để bước chân vào cái thế giới đầu tư. Và như thế thì từ cái việc là chúng ta làm công ăn lương, chúng ta có thể tích lũy, chúng ta góp một chút thôi, dần dần thì cái chân của quý vị đứng ở bên cái ô đầu tư thì nó sẽ vững chắc hơn rất là nhiều đó. Em Đúng Dung có đồng rồi, ý điểm đây không? em đồng ý với anh. Và anh có nói một cái câu em rất là nhớ, đó là ngày xưa cha mẹ mình nỗ lực rất là nhiều, mỗi một tháng là tiết kiệm ăn uống, chi tiêu sinh hoạt, tiết kiệm, không dám mua quần áo đẹp, không dám thưởng cho mình những bữa ăn ngon, đúng không? Chỉ bằng cách là tiết kiệm, làm thế nào để mua được một chỉ vàng, hay làm thế nào đó để gửi được vào sổ tiết kiệm, để mình có được cái trường hợp là, một là phòng rủi ro, hai là cũng để phần cho con cháu của mình sau này nó có một cái số tiền để nó tự tin hơn, hoặc là bằng bạn bằng bè đấy. Tuy nhiên là cái số tiền mình tích có ngày hôm nay, thời điểm đó với ngày hôm nay, nó đã có sự lạm phát rồi. Thế thì cũng có người đó là lựa chọn bằng cách là đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng mà em Dung có nhớ một cái câu chuyện là ngày xưa có một người nào đó ở trên phố cổ, đúng không ạ, gửi tiết kiệm, bán căn nhà gửi tiết kiệm nhà, thì sau 20 năm thì trị giá của tiền lãi mới chỉ bằng 3 gấp cỡ đó. Thì đó là chính, không phải là ngân hàng họ không trả lãi, không phải là tiền nó hao hụt đi, mà do lạm phát nó gây nên như thế. Thế thì ngày xưa, hoặc là bố mẹ cũng lựa chọn cái cách đầu tư, đó là cái cách tiết kiệm, đó là tiết kiệm tiền để dưới gối, hay là để dưới chỉnh gạo, giấu ở rất nhiều nơi, đúng không? Tiết kiệm lâu quá đến lúc mà lôi ra thì mối mọt nó ăn mất, đúng không? Nên lúc đó chỉ có ngồi để khóc thôi. Thế thì nếu như chúng ta vẫn lựa chọn cái lĩnh vực cũ, giống như cha mẹ, ông bà cha mẹ của mình, thì chắc chắn là để đạt được cái mục tiêu mình đề ra nó rất là khó. Nên là ngày hôm nay chúng ta phải đi theo xu thế, phải lựa chọn cho mình những cái kênh đầu tư chất lượng hơn, để tạo ra cái dòng tiền, nhân bản cái dòng tiền của mình bằng những số tiền nhỏ, nó cũng có thể là tự tạo ra cái dòng tiền, đúng không ạ? Còn tiền mà để ở nhà, mọi người cứ bảo là tiền đẻ ra tiền, làm sao mà đẻ được, đúng không anh chị? Nếu như mình không lựa chọn một cái sản phẩm, một cái kênh đầu tư nào đó để nó nhân rộng cái dòng tiền ra, thì làm sao mà nó đẻ được ra tiền? Nhiều người cứ bảo để tiền đẻ ra tiền, nếu mà cứ để như thế thì
cái nhà mà có khoảng 1 tỷ thì dư 1 tuần, 1 tháng, 1 năm mà nó lại đẻ ra 2 tỷ thì nguy hiểm quá, đúng không ạ? Thế Đấy, thì khả thế năng thì là nếu mà tiền có thể đẻ ra tiền thì khả năng là ủy ban phải thêm một cái nhiệm vụ nữa là cấp giấy chứng nhận cho chúng nó lấy nhau để đẻ ra tiền, đúng không ạ? Có lẽ là không lại hợp pháp. đúng rồi. Rất là tuyệt vời Thế cái là kiểu ngày nói chung. dạ Cái tiền thì tự nhiên là anh nhớ ra, em Dung em mới phơi lại thì tự nhiên anh nhớ ra là mình cũng đã từng có một cái thời là mình để một số cái đồng tiền nhỏ thôi vào cái lọ Bicilin năm học năm lớp 5 lớp 4 gì đó. Thế bố mẹ cho một chút như gọi là tiết kiệm thì cũng gọi là vùi nó lại, đúng không ạ? Bây giờ anh chị em nhà mình có ai tiết kiệm kiểu đấy không ạ? Và nếu mà anh chị em mà có một cái số tiền không, thì không biết là to hay là dù to hay dù nhỏ, nhưng mà nếu mà giữ chặt nó trong tay hoặc là giữ nó trong két ấy, là chúng ta đang làm mất giá trị của nó đấy ạ. Do cái câu chuyện mà em Dung em vừa nói, câu chuyện lạm phát ấy, bán 3 căn nhà và giữ mấy cuốn sổ tiết kiệm, và sau đó sau 25 năm tưởng rằng là mình sẽ có một cái số tài sản rất là lớn để có thể chia cho con cho cái, để mình nở mày nở mặt tự hào với hàng xóm láng giềng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng là số tiền còn lại nó không đủ mua 4 mắt ở Hà Nội. Có đau xót không ạ? Tiền bằng mồ hôi, bằng nước mắt của mình làm ra, giá trị thặng dư sức lao động của mình làm ra mà. Nhưng cuối cùng là mình không biết cách quản lý, không biết cách vận hành cái đồng tiền, dẫn đến là nó như thế. Đồng tiền nó phải được luân chuyển tạo ra những cái giá trị lớn hơn. Đó chính là việc đầu tư. Đầu tư thì nó cũng rất là đơn giản, là bỏ cái nhỏ và để cho nó sinh trưởng, nó tạo ra cái lớn. Ngoài ra nó còn một ý nghĩa xã hội rất rất là lớn nữa. Anh chị em có thấy được là khi chúng ta đầu tư vào một sản phẩm, chúng ta đầu tư vào một công nghệ, thì lấy ví dụ như chúng ta mà góp vốn cùng Edison để tạo ra bóng đèn, thì anh chị em thấy điều gì ạ? Cái ý nghĩa xã hội nó cực kỳ lớn luôn. Chúng ta tạo ra mặt trời thứ hai cho nhân loại và chúng ta đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Chúng ta có lợi nhuận, đó là cái điều tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái tiến trình phát triển của xã hội, tức là nó người ta luôn hướng đến những cái điều tốt đẹp, cái cũ thì sẽ bị đào thải và cái mới nó hiện đại hơn, nó phát huy, đúng không ạ? Thì vì thế mà chúng ta ủng hộ dựa theo cái dòng chảy công nghệ, chúng ta ủng hộ những ý tưởng, chúng ta ủng hộ những cái công nghệ nó mang lại sự tiến bộ, sự phát triển, sự văn minh của nhân loại, thì nó có giá trị không ạ? Hay là anh chị em đầu tư vào một cái sản phẩm nó mang lại công dụng sử dụng cho xã hội, cho con người thôi, hoặc một cái sản phẩm mà nó mang lại sức khỏe cho con người thôi, đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái dạng đầu tư, nhưng mà nó mang ý nghĩa rất là lớn. Chỉ bằng cái số tiền nhỏ bé của chúng ta, nếu chúng ta không thể tạo ra nó, nhưng mà chúng ta có thể là góp vốn vào nó để tạo ra cái giá trị lớn như thế, thì chúng ta có vui không ạ? Chúng ta có hạnh phúc không ạ? Tâm chúng ta có an không ạ? Đó, thì cái đồng tiền đó nó làm việc thay cho chúng ta và nó mang lại cái giá trị cho xã hội, mang lại giá trị cho chúng ta. Thì theo quý cô chú anh chị em, mình có nên đầu tư không ạ? Thiệp chỉ hỏi đấy thôi ạ. Còn em Dung thì quan điểm thế nào? tất nhiên là kể cả muốn hay không thì chúng ta vẫn phải đầu tư mà, đúng không? Ngày xưa em nói câu chuyện với anh Thiện ngày xưa rồi. Ngày xưa mình cứ nghĩ là mình đâu cần phải đầu tư gì đâu, mình cứ tự ăn tự lớn mà. Nhưng bây giờ mình mới hiểu được cái vấn đề của nó, đó chính là phải đầu tư thì mình mới lớn được. Bây giờ chăm một cái cây, mình muốn nó ra hoa thơm trái ngọt, mang được cái kết quả tốt thì mình phải chăm bón nó, phải đắp sâu cho nó, phải tưới tắm những cái mà phù hợp với cái cây đó thì nó mới tạo ra được cái kết quả tốt, đúng không ạ? Thế là ngày hôm nay nếu mà mình cứ trồng cái cây ra đấy, cái khô đất thì cằn cỗi này, nắng nôi này, mặc kệ nó, thì làm sao mà đạt được cái mà mình mong muốn, đó là mang lại trái ngọt cho chính mình đấy. Thế nên là mình ở ngoài kia thì có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là đầu tư vào vàng này, đầu tư chứng khoán, đầu tư sản xuất kinh doanh. Như nhà em Dung thì cũng đã từng đầu tư, bố mẹ thì từng đầu tư vào kinh doanh bán hàng tạp hóa, còn vợ chồng như em Dung thì từng kinh doanh là sửa chữa xe máy, đúng không ạ? Đó cũng là cái kênh đầu tư của mình tạo ra tiền. Thì tùy theo từng cái kênh mình đầu tư thì nó cũng sẽ có cái mức lợi nhuận và rủi ro khác nhau, đúng không ạ? Thế nên là việc của mình là làm thế nào để bằng cái số tiền nhỏ mình cũng có thể đầu tư được. Nhưng ngày hôm nay nếu như chúng ta lựa chọn đầu tư vào đi làm công nhân hoặc là đầu tư vào doanh nghiệp của mình, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa nó vẫn phù hợp. Nhưng mà từ 40, 50 năm nữa nó có còn phù hợp này hay không? Cái sản phẩm mình đầu tư vào nó còn phù hợp.
theo đúng xu thế đó hay không, nó có tạo ra cái dòng tiền như mình mong muốn hay không, hay lúc đó mình lại bắt đầu đi tìm những cái kênh đầu tư mới. Thì đó chính là cái mà khi mà mình đã mất khá là nhiều thời gian như thế rồi. Ví dụ như là em Dung vẫn thường nói với những anh chị em bạn bè của mình, đó là đi làm công. Em Dung đã từng trải qua ở cái môi trường đó mà. Thế thì cái môi trường mà mình đi làm công như thế thì ngày hôm nay có thể là mình vẫn phù hợp, vẫn còn sức khỏe, vẫn đi, độ tuổi của mình vẫn đang còn, đúng không ạ? Nhưng mà từ Vâng. 35 tuổi cho đến 40 tuổi thì doanh nghiệp người ta sẽ lựa chọn những người là 18 tuổi thôi, 18 đến 35 tuổi thôi, sức khỏe có, thời gian có, nhiệt huyết có, lao động sẽ hiệu quả hơn so với những người tuổi cao, đúng không ạ? Thế thì theo ngay anh chị, nếu như mà từ 35 tuổi trở đi sức khỏe của chúng ta đi xuống, tuổi tác đi lên, nguồn thu nhập không có, mà công ty thì không còn tuyển mình nữa, không còn cho mình làm ở trong công ty nữa, thì lúc đó chúng ta lại mất bắt đầu đi tìm những cơ hội đầu tư, đúng không ạ? Có những người thì có tiền thì để đầu tư vào các hạng mục, cũng có những người chưa có kiến thức thì thấy được rằng à, bây giờ mình đi làm bao nhiêu năm rồi tích góp được 100-200 triệu như thế này thôi, thế bạn bảo đầu tư vào này tạo ra dòng tiền, mình đầu tư một cái, thế đầu tư xong bao nhiêu năm nỗ lực nó đi luôn, đúng không ạ? Thế nhưng mà Đúng có những người thì là họ cũng chưa tạo được ra dòng tiền trong xuyên suốt cái thời gian đó, thì họ lựa chọn bằng cách là một là đi làm ô sin, hoặc là đi làm ở giúp việc, hoặc là đi làm ở các nhà hàng thôi, đúng không? Thì chỉ có những nơi đó họ mới tuyển cái độ tuổi đó chẳng hạn. Thế thì có phải vất vả không, có phải khó khăn không? Thế thì nếu như bây giờ mình đang có một cái cơ hội nào đó để mình có thể dịch chuyển dòng tiền, hoặc dịch chuyển sức khỏe, trí tuệ, công sức, mà nó không yêu cầu là bằng cấp, thời gian, hay là yêu cầu về độ tuổi, giàu nghèo, thì chúng ta có nên lựa chọn không, đúng không ạ? Bạn không lựa chọn thì người khác sẽ lựa chọn. Thế giới không thể vì một mình bạn mà dừng lại, đúng không anh chị? Thế thì theo xu thế là chúng ta cũng phải cần lựa chọn cho mình những cái kênh đầu tư tốt hơn. Nếu mà trước đây thì em Dung cũng sẽ không biết, cũng không biết làm thế nào để định hướng hay chia sẻ cái câu chuyện này cùng với anh chị. Thế ngày hôm nay cũng bằng cách đó là em Dung đã phải đầu tư đi học, đầu tư nâng cấp bản thân, đầu tư cho mình có được những cái kiến thức tốt, thì em Dung mới dám lên đây để giao lưu, chia sẻ cùng anh chị. Tuy nhiên là cái góc nhìn, cái sự hiểu biết của em Dung nó cũng vẫn đang còn hạn chế. Thì ở trong này cũng có những anh chị như là anh Trần Minh, chị Bích Thảo này, thì Trương Ngọc này, Đinh Năng này, hay cô Mến này, có rất nhiều người cũng có cái trải nghiệm, góc nhìn khác nhau. Ví dụ như là U Mến chẳng hạn, cũng là cái độ tuổi của bố mẹ em mà, đúng không? Đã độ tuổi nghỉ hưu rồi. Thế thì ngày hôm nay em nhìn thấy U Mến, em lại nhớ một cái câu nói của cô Kim Thư, đó là vô cùng biết ơn tới ngài chủ tịch, nơi mà cái ngài chủ tịch mà nơi chúng em đang có vốn nha anh chị ạ. À, xin phép em nói ngoài lề một xíu, vô cùng biết ơn ngài chủ tịch đã tạo ra một công việc, một cái lĩnh vực vô cùng giá trị và nhân văn, để cho chúng tôi là những người nghỉ hưu không bị thừa thãi trong gia đình, không bị lão hóa dần về cái não bộ của mình, và chúng tôi được sống, được trở lại cái độ tuổi 18 cộng thôi ạ. À, đúng không ạ? Em Dung rất trân trọng điều đó. Nếu như mà không có một kênh đầu tư, không có một cái cơ hội để cho mình học hỏi, không có một cái lĩnh vực để cho mình khai phá, và cái trải nghiệm ngày trước là mình nỗ lực với công việc hiện tại thôi, đúng không ạ? Ví dụ như cô Kim Thư ngày xưa chỉ soạn giáo án và lên lớp dạy như thế nào để đạt chất lượng cho học sinh, nhưng không có một cái môn nào để dạy cho học sinh cách đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay cái trải nghiệm ở trường cô đã đạt được cái điều đó rồi. Cô muốn thâu tóm, tích cóp lại tất cả những cái xuyên suốt mấy chục năm cống hiến cho xã hội như thế, mang ra đúc kết để làm cái công việc đó cho chính mình. Đó chính là bộ môn đầu tư để trở nên giàu có. Mà ở đây không nhất thiết, giàu có ở đây không nhất thiết là tiền, đúng không anh chị? Mà giàu có bằng kiến thức, bằng tư duy, bằng tầm nhìn, bằng sự Đúng rồi. trải nghiệm, bằng uy tín, bằng trách nhiệm, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay có cái cơ hội này để có những người mà người ta vẫn vui vẻ hòa đồng, đó cũng chính là những cái tấm gương truyền cảm hứng cho chúng em ý thức được rằng à, những người độ tuổi cao như thế này, các cô, các chú, các anh, các chị còn làm được. Lý do gì mình lại không làm? Lý do gì mình lại không phát triển? Mình đang là những người cống hiến cho xã hội rất mạnh mẽ mà. Thế là em Dung cũng quay lại cái câu chuyện đó là nếu như xã hội mà cần đến mình, nhưng mà mình muốn lắm, điều kiện không cho phép, tiền không có, thời gian, sức khỏe không có, thì mình muốn mình cũng không giúp được, đúng không ạ? Điều đầu tiên là giúp gia đình mình trước, giúp người thân, giúp bạn bè của mình, sau đó mới đến xã hội mà. Đấy là cái mà mình sẽ có được những cái góc nhìn khác, đó là không đầu tư ở đây không nhất thiết là phải tiền, đúng không ạ? Ví dụ như là tại sao 5 giờ sáng anh Thiệp với em Dung và rất nhiều các anh chị em lại dậy vào lúc 5 giờ sáng để tham gia vào câu lạc bộ đọc sách,
đúng không ạ? Đấy cũng là một cái đầu tư mà. Đầu tiên đó là em phải thức dậy lại, thay vì mình cái thời điểm đó mình đang ngủ rất là ngon giấc, đặc biệt là mùa đông đúng không ạ, chăn ấm đệm êm nằm ngủ ngon lắm, tại sao mình lại phải dậy lúc 5 giờ? Vì em mong muốn rằng ở trong cái câu lạc bộ đọc sách, thông qua trên sách vở hay là thông qua cái chia sẻ của anh chị em, họ có được cái góc nhìn, có được những cái tư duy tốt, chất lượng giúp cho mình. À, em Dương cũng có tham gia một khóa học, mọi người có nói một cái câu đó là phải cam kết thực hiện. Nếu như bạn chưa cho nó ăn thì tuyệt đối ngày hôm đó chưa được cho bụng ăn, đúng không ạ? Não bộ mà chưa cho kiến thức vào, chưa cho thông tin vào thì bụng chắc chắn là chưa được ăn, đúng không ạ? Em thấy cái câu này nó cũng rất là hay. Rồi, em đi hơi xa đúng không? Không sao, cái câu chuyện chia sẻ của em Dung nó rất là thực tế và nó rất là sâu sắc, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện gần nhất là cho não ăn. Đấy, thì trong cái thời buổi mà công nghệ nó bùng nổ như thế này ấy, thì cái việc mà mình tiếp thu những cái kiến thức như Thiệp nói ban đầu, cái thứ chúng ta biết nó chỉ là giọt nước thôi, và thứ không biết ngoài kia thì nó là cả một đại dương. Do đó cái nhu cầu học tập, nâng cấp bản thân thì không bao giờ là đủ cả. Và đầu tư thì hãy đầu tư vào cái đầu trước hết. Đó là cái việc mà học hành để cho não bộ ăn, tức là tăng cái não lên cho nó thành cơ bắp 6 múi đấy, không phải body 6 múi nữa mà nó là cái cơ bắp 6 múi đấy của não ấy, thì nó là rất là giá trị. Chúng ta sẽ có cái cơ hội nhận diện ra, cơ hội nắm bắt, cơ hội phát triển, cơ hội, và nó tạo ra cái tài sản, cái kinh tế cho bản thân mình, cho gia đình. Khi chúng ta vững mạnh về kinh tế thì chúng ta lo cho gia đình và lo được cho xã hội. Con đường chúng ta đến cái cuộc sống chúng ta mong muốn nó sẽ nhanh hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải đầu tư. Còn trong đầu tư thì nó cũng có rất là nhiều dạng, như là anh, như là Thiệp với lại cả em Dung cũng đã phân tích từ ngay ban đầu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em nhớ nhé, có một cái khái niệm này nữa là Thiệp cũng muốn chia sẻ, đó là đầu tư thứ cấp và đầu tư sơ cấp. Đầu tư thứ cấp là sao ạ? Đầu tư thứ cấp đó là đầu tư vào cái giá của sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như là cái sản phẩm người ta đã sản xuất ra rồi, anh mua rẻ anh bán đắt thì đó là đầu tư vào thứ cấp. Hay là nói cái khác, như là những anh chị em mà đầu tư giá trị thường gọi đó là đầu cơ, chúng ta mua rẻ chúng ta bán đắt, chúng ta chụp ra đó. Cái đầu tư như thế thì cực kỳ là nguy hiểm và nó thiếu thiếu cái việc logic trong cái tư duy đầu tư. Và hơn nữa là nếu mà anh chị em cái nguồn vốn của mình á nó nhỏ, chúng ta thiếu kiến thức nữa, chúng ta đầu tư vào những cái kênh như thế thì cực kỳ là nguy hiểm, đúng không ạ? Chúng ta có thể là thành tỷ phú sau một vài ngày, nhưng cũng có thể là mất trong vài tiếng, cái điều đó là rất là bình thường. Còn nếu mà chúng ta đầu tư sơ cấp, tức là đầu tư vào khởi nguồn, đầu tư vào trực tiếp cái sản phẩm nó mang lại giá trị cho xã hội, anh chị em có đồng ý không ạ? Đầu tư vào khi nó còn hình thành là ý tưởng, đầu tư nó khi nó còn là xây dựng nhà máy, khi nó đưa máy móc về sản xuất ra sản phẩm đó, tức là đầu tư cái tiền mình bỏ vào là vào giá trị của sản phẩm. Và lúc đó thì cái cơ hội mình nắm bắt cái sản phẩm đó, mình sở hữu cái sản phẩm đó, nó còn rất là nhỏ, rất là rẻ, nó phù hợp tiêu chuẩn với tất cả những anh chị em thu nhập thấp, đúng không ạ? Và khi mà nó đã bán sản phẩm rồi thì cái biên độ lợi nhuận nó dao động lên xuống cao thấp chúng ta không có quan tâm nhiều nữa, đúng không ạ? Vì nó cái biên độ của mình nó cực kỳ an toàn, mình đầu tư vào ngay từ ban đầu nó cực kỳ an toàn. Thì Thiệp thấy được rằng có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau, nhưng mà với số vốn nhỏ thì hiện nay chúng ta có rất là nhiều các cái kênh đầu tư có thể phù hợp với mình để lựa chọn. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta hãy cho não ăn đi và đầu tư vào cái đầu trước, đúng không ạ? Và chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ, thật rõ về cái lĩnh vực mà mình muốn bỏ tiền vào để đầu tư, đúng không? Và Thiệp xin phép cả nhà sẽ đọc một số cái comment và chào một số anh chị em. Em chào Minh Tâm này, chào bạn Tuyết Mai, chào chị Dương Thị Phong. Em cảm ơn chị, hai anh em năng lượng giàu có, em cảm ơn chị. Chào U Mến ạ, chào em Đinh Hằng, chào bạn Sinh Thái, chào chị Bích Hảo. Kinh doanh trong hạnh phúc bình an thịnh vượng là nguyên tê. Vâng, ok cô con rất là đồng ý, nhưng hôm nay con không nói chủ đề này. Em chào anh chị Trương Ngọc, cảm ơn bạn Trương Ngọc. Bác Hồ tìm ra con đường làm cách mạng. Yes. Chào bác Trần Minh. Còn mình tìm ra con đường làm giàu là đầu tư, chỉ có đầu tư mới giàu được, còn tiền lương chỉ đủ duy trì cuộc sống hàng ngày thôi. Đúng rồi, rất là cảm ơn cái comment của chị Bích Hảo. Chị Bích Hảo nói em Dung nói thật rõ ràng mạch lạc tâm huyết là đây em nhỉ. Cảm ơn chị Bích Hảo khen em Dung, mặc dù không khen em Thiệp.
Thứ chúng ta biết là giọt nước, những thứ chúng ta chưa biết là đại dương ngoài kia. Đúng rồi ạ. Cái câu này là câu slogan của em đấy ạ. Em lúc nào cũng thế đấy. Chỉ có mình tìm ra con đường làm giàu là đầu tư, chỉ có đầu tư mới giàu được. Còn tiền lương chỉ duy trì cuộc sống. À, lại nói về cái câu chuyện tiền lương. Thực ra là câu chuyện tiền lương thì có thể những anh chị em có lương rất là cao. Đúng không ạ? Nhưng mà như quay vòng như anh chị em đã biết là quay vòng như là em Dung đã nói ngay từ ban đầu rồi. Nó chỉ phù hợp với khi mà chúng ta còn ở 25, 30 tuổi, 40 tuổi đúng không? Nhưng ngoài 40 tuổi rồi, thì nói ngay cả bây giờ như giáo viên tầm 40 tuổi, hơn 40 tuổi, lên lớp cũng chán lắm rồi. Cái năng lượng của mình nó mất đi. Bài học có khi là nó không cải tiến gì nhiều, học sinh dần dần là nó bị nhạt dần, nó không còn năng lượng, nó học nhiệt huyết như là những cô giáo trẻ, những cái phương pháp sư phạm mới nữa. Đấy, và có thể là khi mà anh chị em mà có cái lương cao ấy thì chúng ta cũng phải có một cái cách nào đó để chúng ta quản lý cái dòng tiền của mình, bắt cái đồng tiền của mình, trích hàng cái thu nhập của mình ra để nó làm việc. Nó làm việc thì sau này khi mà chúng ta cái công việc mà nó là một cái guồng quay, nó cho ta mất rất là nhiều sức khỏe, thời gian rồi, thì chúng ta có những cái nguồn dự trữ, đó chính là những cái đồng tiền nhỏ nhưng mà mình để đúng vào môi trường đầu tư và nó tăng trưởng cho mình, nó giúp cho mình có cái cuộc sống bảo đảm về sau này, đúng không ạ? Thì chúng ta có lên đầu tư không ạ? Đấy. Chắc Chào chắn là nên đầu Minh tư Nguyễn. rồi. Chào em Lê Thắm. Cảm ơn em Lê Thắm nhé. Chào bạn Nguyên Nông. Chào chị Vũ Thị Hường. À, trong buổi sáng câu lạc bộ buổi sáng ngày hôm nay thì câu lạc bộ của chúng em thì đang đọc một cái quyển sách, đó chính là Bí mật tư duy triệu phú các anh chị ạ. Thế thì sau cái buổi đọc sách buổi sáng ngày hôm qua thì sáng hôm nay được chị Bích Thảo hiện tại cũng đang trong livestream ở đây có chia sẻ lại, đó là lúc trước thì mình cứ làm là một tháng được 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó là mình cứ chi phí thôi, mình cứ ăn uống chi phí hoạt động là cứ hết trong cái tầm đó, mình cứ là à làm gì có cái khoản nào mình chi thêm hay chi bớt, mình cứ chi chừng đó. Nhưng ngày hôm qua thì có một cái cách chia cái khoản tiền của mình ra, đó là 50% cho chi phí sinh hoạt này, 10% về đầu tư vào quỹ tự do tài chính này, 10% là quỹ ăn chơi, hay là 10% vào các quỹ khác nhau đúng không ạ? Và hôm qua chị mới bắt đầu làm thử cái điều đó thì mới phát hiện ra là trời ơi, cái số tiền của mình kiếm ra mình chỉ để được có hai chi phí 200.000 một ngày thôi, nhưng mà một ngày mình có thể chi phí đến 5 đến 600.000 một ngày. Thế thì tiền nó ở đâu, lạm phát đi mất rồi đúng không ạ? Rồi tiền của mình tại sao mình lại không có được cái khoản tiền dư, tại sao mình lại không đầu tư được vào đâu mặc dù mình nỗ lực rất là nhiều. Đó chính là cái mà mình chưa có cái kế hoạch tài chính. Thế thì ngoài ngày trước em Dung cũng đi làm cùng thì có một cái người em ít hơn em Dung 2 tuổi, có nghĩa là chỉ cần nhận lương xong là bạn ấy ngay lập tức gửi em Dung 1,5 triệu anh chị ạ. Có nghĩa là bạn ấy đã có kế hoạch về tài chính, mà em cứ thắc mắc là tại sao lại cứ gửi mình 1,5 triệu mà trong khi đó bạn ấy có thể sẵn sàng sử dụng cái 1,5 triệu đó. Thế thì bạn ấy cứ gửi em 1,5 triệu lúc nào mà đạt đến 4,5 triệu là 3 tháng ấy ạ, thì bạn ấy đi mua 1 chỉ vàng các anh chị ạ. Bạn ấy biết cách là gửi tiền cho em Dung cầm hộ để không tiêu đến. Thế nhưng mà em Dung lại cũng không có kế hoạch là ôi bây giờ đang ở cái chi phí nhà cửa con cái học hành như thế này, tiền đâu mà để dành mà mua vàng. Nhưng mà bạn ấy đã biết cách, đó chính là tiết kiệm 1,5 triệu và sau 3 tháng thì mua 1 chỉ vàng để tiết kiệm cho chính mình. Thế thì nếu như chúng ta không học, Quá tuyệt chúng ta vời. không đọc sách, chúng ta không có những người chia sẻ cho mình những cái bí quyết để mình tận dụng cái nguồn vốn nhỏ để tạo ra cái dòng tiền lớn trong tương lai, thì chắc chắn là không bao giờ mình có được những cái mình mong muốn đúng không anh chị, bằng số tiền nhỏ nhưng mà nó lại là cái cánh cửa phụ để giúp thay đổi cuộc đời của mình và cả một thế hệ mai sau. Nên khi mà mình có tư duy rồi, mình biết cách tiết kiệm rồi, mình biết cách sử dụng nó rồi, thì mình sẽ giúp cho con mình sau này nó sẽ không đi cái đường vòng giống như mình nữa, không phải là mất nhiều thời gian mình đi đi vòng 5 năm 10 năm để mình tiết kiệm mà vẫn chưa đi đến đích đúng không ạ? Chị Vũ Hường có nói đó là chỉ có đầu tư thôi mới làm giàu được, đúng chính xác ạ. À, chờ từ xưa đến nay em vẫn nghe cái câu chuyện đó là nếu như không đầu tư và không kinh doanh thì khó mà trở nên giàu có được đúng không ạ? Giàu có ở đây trước tiên là giàu có về kiến thức, về tầm nhìn, về tư duy, sau đó chính là tài sản, là tiền đấy ạ. Còn nếu như mà chúng ta mà không có kiến thức thì
Tự nhiên mà mình không may là làm ăn kinh doanh cái gì mà nó trúng số, giống kiểu trúng số đúng không? Thì sau 5 năm, 10 năm thì quay lại chúng ta còn nghèo hơn cả bây giờ. Nghèo hơn cái lúc mà chúng ta chưa giàu. Thì khi mà chúng ta có một cái khoản tiền như thế là tự thưởng cho bản thân. Ôi trước đây mình khổ mãi rồi, bây giờ có một số tiền này mình ăn chơi này, mình tham gia vào các cái câu lạc bộ ăn chơi sa đọa, đôi khi lại làm cho mình hư hỏng mất con người đúng không ạ? Thế là mình chơi mãi rồi cái tiền đấy thì không ra tạo ra được các cái dòng tiền mới, và mình cứ cứ mãi chơi trong cái vòng đó thì một thời điểm nào đó nó sẽ bị mai mòn và nó sẽ bị hết đi. Thì để đương nhiên là chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ còn nghèo hơn lúc trước, mà nhiều khi còn không vượt được. Người ta bảo là vượt nghèo thì dễ nhưng vượt giàu thì khó lắm đúng không ạ? Khi mà tự nhiên có một cái khoản tiền rất là lớn mà mình không có kế hoạch về nó nhân bản và tạo ra dòng tiền mới thì mình ăn chơi vui vẻ, không còn làm việc nữa, cảm thấy đi làm chán, không không muốn đi làm nữa đúng không ạ? Thế thì đến một lúc nào đó nó quay lại, nó không còn tiền nữa thì người ta không thể vượt qua được cái ngưỡng mà người ta đã giàu có đột xuất đúng không anh chị? Bây giờ chị Dụ Như Hiền nha, chị Đi Hảo có nói Vâng là bạn giàu Huyền. có về kiến thức, tầm nhìn, tư duy thì mới mới giàu có về của cái được, đúng rồi ạ. Em chào chị Tuyết Mai. Vượt khó thì dễ, vượt giàu khó lắm, đúng rồi. Vượt khó thì Vâng, mình cứ nỗ lực thôi, nỗ lực cố gắng, chăm chỉ cần cù học hỏi, tiết kiệm là mình sẽ có, nhưng mà vượt giàu rất là khó đúng không ạ? Anh chị có đồng ý với em điều để đó Hảo không bảo ạ? vượt sướng mới khó, vượt giàu không khó, vượt sướng mới khó. Cái cảm xúc bản thân, cách quản trị dòng tiền ấy, nó mới cực kỳ quan trọng. Nè. Hay quá, cảm ơn chị Hiền. Vâng, và cái buổi sáng ngày hôm nay em nên giao lưu với anh Hiệp được một lúc thì bây giờ cũng đến giờ em đi đón con mất rồi. Hôm nay con nhà em làm nghỉ sớm vừa rồi, chồng mới gọi điện là con tan lớp rồi vợ ơi, vợ đi đón chưa? Thế thì anh Hiệp giao lưu cùng với các anh chị ở trên Zoom tiếp giúp em, để em Zoom đi đón con nó một mình đến ở trường gần 30 phút rồi ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều khi đã dành thời gian vào tương tác bài giúp em Zoom, và cái phần nào có cạnh nào mà anh chị nhận được thì nhặt về để làm tài liệu cho mình, còn phần nào mà chưa được thì hãy góp ý để em xung hoàn thiện mình hơn đúng không ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều, em đi đón con ạ. Cảm ơn em Dung đã lên livestream và giao lưu cùng với anh Thiệp với lại quý cô chú anh chị em nhà mình. Đó thì cái chủ đề hôm nay thì Thiệp muốn mang đến cho quý cô chú anh chị em một cái câu hỏi rất là xưa xưa như trái đất đúng không? Đầu tư là gì và tại sao phải đầu tư ạ? Thì qua cái chia sẻ của em Dung này của Thiệp ấy thì nhà mình đã có một cái khái niệm cơ bản tức là đầu tư nó là như thế nào. Hầu như là ai cũng đầu tư đúng không? Ai cũng phải đầu tư hết, đầu tư từ những cái nguồn nhỏ của mình. Đúng không? Đầu tư vào mối quan hệ, đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào tình cảm. Đó là một những cái dạng đầu tư rồi. Còn đặc biệt là nếu mà chúng ta muốn được tự do về tài chính thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư tiền vào bằng cái khoản tiền từ cái thu nhập tiết kiệm của mình ra để mình có thể là dịch chuyển sang các môi trường đầu tư. Nhưng mà trước hết muốn đầu tư vào cái gì thì anh chị em hãy đầu tư vào cái đầu trước đã. Hãy hiểu rõ, hãy nắm vững về những cái kiến thức đầu tư, đồng thời là cái lĩnh vực mình để cái đồng tiền vào thì cái đầu tư đó mới an tâm. Đầu tư là để ăn ngon ngủ yên, đầu tư để tăng trưởng, đầu tư để cho tương lai thịnh vượng an toàn, chứ không phải đầu tư để xong lại khấn giời khấn Phật nào à mày lên đi đúng không, mày bay đi, mày phiêu đi, hoặc là x2 x3 đi đúng không, hay là đầu tư rồi lại lo lắng mất ăn mất ngủ thì điều đó là một điều hết sức không nên. Và đặc biệt là trên thế giới thì đến 95% là những anh chị em làm công ăn lương có những cái khoản thu nhập nó gọi là cố định thôi, và thu nhập nó rất là thấp và là cố định thôi, nó chỉ đủ trang trải cho cuộc sống thôi. Thì chúng ta cũng nên học hỏi để tìm cách đầu tư. Thiệp rất là ngưỡng mộ những cái câu chuyện ví dụ như cậu bé có 13 tuổi thôi nhưng mà đi họp hội đồng cổ đông, anh chị em có tưởng tượng được không ạ? Và như Thiệp nói ban đầu rồi, tức là với 13 tuổi hoặc không như 11 tuổi như Warren Buffett, ông ấy không thể nào mà ông ấy đi khám sức khỏe rồi ông ấy viết một cái sơ yếu lý lịch để ông ấy xin việc, ông ấy làm thuê cho công ty cho xí nghiệp. Đúng không ạ? Hoặc là ông ấy không thể nào đứng ra mở một cái cửa hàng để ông ấy tự kinh doanh. Ông không thể nào ông xây dựng một cái hệ thống được. Nhưng mà ông ấy lại nắm cái cơ hội góp vốn đầu tư từ rất là nhỏ và nó tạo ra những cái giá trị cực kỳ lớn sau này. Và Warren Buffett này đã trở thành một tỷ phú vào trong cái top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Đó, ông chẳng làm gì cả, ông ngoài việc ông đầu tư thôi, ông nhìn nhận, ông đánh giá giá trị. Nếu mà anh chị em bỏ tiền ra
chúng ta có thể là đầu tư vào mối quan hệ, đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào một cái môi trường làm ăn để mang lại cái thu nhập, cái giá trị cho xã hội, thì chúng ta có thể là đồng hành cùng với lại những doanh nghiệp, với những cái ý tưởng, những cái sản phẩm mà nó mang lại giá trị lâu dài cho xã hội, cho cộng đồng. Đó chính là chúng ta thúc đẩy cái sự phát triển của xã hội lên, đúng không ạ? Chúng ta vừa có lợi nhuận này, chúng ta cùng với lại founder hoặc là sale của người ta, mình hợp tác với người ta, mình tạo ra những cái giá trị nó lớn hơn lâu dài sau này, thì cái tài sản đó nó mang lại cái sự an toàn tài chính cho mình sau này, đồng thời là thừa kế cho con cho cháu được. Và khi chúng ta giàu có thịnh vượng một con đường đầu tư á, thì chúng ta hoàn toàn được giảm bớt cái sức lao động thủ công, đó là lao động bằng cơ bắp. Chúng ta có thể nghỉ hưu sớm này, chúng ta có thể làm được cái điều mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Đó thì đó là những cái nội dung mà Hiệp cùng với em Dung muốn lan tỏa, muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị em, cùng với việc là Hiệp đưa ra để anh chị em nhà mình cùng bàn luận, có những cái đánh giá, có những cái góc nhìn nó sâu sắc hơn. Và để kết thúc cái live ngày hôm nay ấy, thì Hiệp xin đọc một cái câu trong cái cuốn sách Tư Bí Mật Tư Duy Triệu Phú mà sáng nay Hiệp với em Dung một rất nhiều anh chị em cô chú trong cộng đồng đọc sách Hành Trình Thịnh Vượng đã đọc. Thì Hiệp đọc một cái câu này, anh chị em nhà mình xem nó có đúng không ạ? Người nghèo chỉ nhìn đến đồng đô la và thấy một đô la, thứ có thể dùng để trao đổi lấy một thứ gì đó họ muốn trong thời điểm hiện tại. Người giàu xem một đồng đô la như một hạt, loại hạt giống có thể gieo trồng để thu hoạch hàng trăm đô la khác, rồi chúng có thể được gieo trồng tiếp nhằm cho thu hoạch hàng nghìn đô la khác nữa. Bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Đó thì đây là cái câu chuyện, cái lời tựa, lời viết của một cái cuốn sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú mà Hiệp cùng với cộng đồng anh chị em là đọc vào buổi sáng. Đây, có thể nó hơi lóa một chút, anh chị em nhìn đâu. Đang đọc vào buổi sáng. Và nó rất là hợp với cái chủ đề này, cho nên là Hiệp cũng mong muốn là đọc lại câu này để chia sẻ cho quý cô chú anh chị em. Tuy nhiên là về cái chủ đề này thì nó còn rất là rộng. Hiệp sẽ cố gắng cùng với em Dung với lại nhóm của mình lồng ghép vào những cái chương trình, những cái buổi live lần sau. Thời lượng live thì nó cũng tương đối dài, thì Hiệp xin phép được dừng live ở đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em nhà mình vào lúc 9:30 sáng ngày mai. Theo lịch trình là 9:30 hàng sáng đấy ạ. Anh chị em nhà mình cùng hoan hỉ đón nghe những cái thông tin, những cái chia sẻ. Nó chỉ là mang tính chất giao lưu, quan điểm cá nhân thôi ạ. Và anh chị em có thể là chia sẻ cùng với lại lan tỏa để cho rất nhiều bạn bè của mình, anh chị em ngoài kia mà chưa hiểu, chưa biết đến, có thể vào giao lưu cùng với Thiệp, với em Dung và tất cả các anh chị em khác để mình có những cái kiến thức học hỏi nhau, đúng không ạ? Và như Thiệp nói câu ban đầu, câu slogan đó, học không bao giờ là đủ, đúng không ạ? Và cái sự, cái việc kiến thức chúng ta biết ấy, thì nó chỉ là một giọt nước, và những thứ chúng ta không biết thì nó cả một đại dương ngoài kia. Đó, thì Thiệp chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú chị em đã theo dõi livestream của Thiệp và em Dung từ đầu đến giờ. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại vào 9:30 phút sáng ngày mai. Xin chào tạm biệt cả nhà mình. Và Tiệp xin dừng like ở đây ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.